bài mà, mà mình sẽ sẽ phải học và sẽ đi đi lâm sàng và sẽ học và chủ yếu về cái 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 bài này à, nói tim bẩm sinh thì uh, có thể nói cả 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 chương cả ngày ha và thậm chí là rất nhiều bác sĩ học cả đời học cả đời cũng không hết luôn ha, vì nó rất là rộng rất là rộng à, mình sẽ học ở đây học về cái nhìn tổng quát cái chung nhất ha, các nguyên lý để mà mình 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 phát hiện mình chẩn đoán ha, và phân loại phân loại xem cái loại tim bẩm sinh nào là tim bẩm sinh cần phải can thiệp à cần phải can thiệp ha à. mục tiêu bài giảng ha anh lướt qua rồi bài đầu tiên định nghĩa định nghĩa tim bẩm sinh là gì tim bẩm sinh người ta định nghĩa là gì tật của tim ha à, và các mạch máu lớn và tức là gì tật về của buồn tim à, và các mạch máu lớn buồn tim van tim mạch máu lớn mình sẽ chưa bàn tới một cái phần còn lại của tim là gì là cơ tim ha à, bệnh cơ tim sẽ nhằm một một nhóm riêng nhà mình bệnh cơ tim phì đại bệnh cơ tim giãn nở hay bệnh cơ tim hạn chế nó sẽ nằm ở một cái nhóm riêng không nằm trong trong tim bẩm sinh nhà mình xác định là tim bẩm sinh là tật các dị tật của tim và cái mạch máu lớn nhà vậy nó thường gặp không nó thường gặp không rất là thường gặp trong của em chắc chắn là cũng có một vài bạn đã từng có 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 cái tim bẩm sinh đã có từng những mình mình sẽ có những cái tật nhỏ 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 từ lúc sinh ra nhưng mà sau đó nó tự nó tự hồi phục tự đóng nhà tức là rất là thường gặp mà nếu xét về dân số thì nó chiếm khoảng hai một dân số lớn á à, có thể là bệnh nhẹ hay bệnh không có triệu chứng luôn à, nhưng nó thường gặp à, nó chiếm khoảng hai à, các tiệm tim sinh à, thì trong y văn là vậy nhưng mà thực tế ở việt nam mình mình cũng đã từng có nghiên cứu luôn rồi à, nghiên cứu thầy vinh thầy phạm Nguyễn vinh ha. thầy vinh à, giai đoạn thầy còn ở viện tim á thì thầy cũng làm một cái nghiên cứu về tiêm bẩm sinh nhà tức là những cái thai phụ mà đến khám á tức là người, thai phụ thường người ta Người ta sẽ siêu âm, siêu âm 4D Siêu âm 4D để sàng lọc các bệnh tim ẩn sinh cơ bản Nếu có bất thường người ta sẽ gửi qua viện tim Để cho bác sĩ chuyên tim mạch siêu âm Để chẩn đoán xác định xem tật tim của nhỏ là gì là gì Và nếu nặng nề thì có nên đình chỉ thai kỳ hay không Thì công nghiên cứu của thầy nghiên cứu được khoảng hơn Hơn 2 thai phụ siêu âm tiền sản tại viện tim Thì phát hiện được khoảng, khoảng 4,7% là khoảng gần 5% là thực sự có tim bẩm sinh à, thì sau đó theo dõi tiếp đến khi nó sanh ra à, thì cái tỷ lệ cũng khoảng khoảng hai phần trăm mình bị một số cái trường hợp mình bị mất dấu hay mất dấu do có thể là người ta người ta đi sanh chỗ khác người ta không có quay lại uh, uh, sài gòn tái khám nữa ha, hoặc là đứa nhỏ nó 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 mất sau sanh à, thì cái tỷ lệ trẻ có tim bẩm sinh ở trẻ sẽ sinh sống là khoảng một phần trăm và tiêm bẩm sinh là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh viện nhi. những à, bệnh viện nhi. À, thì nói về tử vong ở trẻ sơ sinh á thì trước đây á mình sẽ có hai cái nhóm chính là mình sẽ hay gặp ở hai cái nguyên nhân nguyên nhân chính một là nhiễm trùng hai là các vấn đề về dinh dưỡng à, tuy nhiên sau này các cái phương tiện của mình cái chăm sóc sơ sinh của mình á nó càng ngày nó càng phát triển nó càng ngày càng phát triển à, mình nuôi đứa trẻ càng ngày càng tốt hơn à, mình điều trị nhiễm khuẩn tốt hơn à, mình chống nhiễm khuẩn và điều trị nhiễm khuẩn tốt hơn để à, khiến cho cái cái tỷ lệ tử vong bởi hai nguyên nhân này nó giảm xuống À, xong xong đó thì các cái phương tiện chẩn đoán à, như chẩn đoán về di truyền là chẩn đoán tiền sản nè à, các phương tiện chẩn đoán về 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 sinh học phân tử nè à, và các cái kỹ thuật à, kỹ thuật à, siêu âm à, CT MRI càng ngày càng phát triển nha mình càng ngày càng phát hiện được các cái 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 tật bẩm sinh các bệnh lý bẩm sinh và và di truyền à, thì khi đó khi đó mình phát hiện được nhiều hơn trước đây nó vẫn sẽ tử vong nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là à, có thể tử vong do nhiễm trùng À, nhưng mà sau này mình có nhiều phương tiện hơn mình tìm được nhiều mình mình nhiều tìm được nguyên nhân nhiều hơn thì mình thấy rằng là cái nhóm bất thường bẩm sinh à, và cái bất thường về chuyển hóa di truyền à, thì nó gây tử vong cũng rất là nhiều à, trong đó trong đó có tiền bẩm sinh à, thì đây nói nói qua về cái cấu uh, mô tả sơ qua ôn lại chút về cái giải phẫu của tim à, thì qua tim của cái tim của mình á, thì sẽ gồm bốn uh, cái buồng tim ha đây là nhĩ phải ha, đây là thất phải nhĩ trái thất trái À, từ nhĩ phải sẽ dẫn lên động mạch phổi hệ động mạch phổi à, máu từ tỉnh mạch chủ dưới tới mạch chủ trên sẽ đổ về nhĩ phải à, mình sẽ thấy hai cái vùng hai cái cái phần người ta tách rất là chuyên rất là là là, là tách biệt nhau đó là vùng màu xanh và vùng màu đỏ à, chút xíu nữa lúc mà vào vào cái bước tiếp cận đó, à, thì mình sẽ 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 trải nó ra và mình sẽ dùng nó nó, nó khác đi một chút à, và bên đây là tim trái, à, trái bao gồm thất trái à, nhĩ trái thất trái và hệ động mạch chủ à, và bốn cái tĩnh mạch phổi đổ về tim trái à, rồi. Rồi vậy, tố nguy cơ của tim bẩm sinh á, à, thì người ta người ta khảo sát được cũng rất là nhiều, nhiều tố nguy cơ. À, trong đó có các yếu tố nguy cơ liên quan tới các cái nhiễm siêu vi trong thai kỳ của người mẹ, à, các cái bệnh lý của người mẹ, à, hoặc các cái tác nhân vật lý hoặc hóa học à, nó ảnh hưởng đến người mẹ trong quá trình mang thai, đặc biệt là ba tháng đầu. À, đặc biệt ba tháng đầu, à, rất là nhiều nguyên nhân, à, rất nhiều nguyên nhân. À yếu tố nguy cơ hay những cái nhiều yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng lên 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 thai phụ ha, Và có thể khiến cho cái 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 sự phát triển của đứa trẻ khi trong thời gian bụng mẹ nó bị bất thường ha như vậy thì mình sẽ gặp những cái tình huống nào những cái tình huống nào thì đứa trẻ sẽ đến với mình để khám và mình sẽ phải nghi ngờ nó hay là đang bị tiền bẩm sinh à, bao gồm các tình huống sau thứ nhất là một đứa trẻ bị nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại nhiều lần một đứa trẻ bình thường á thì nó sẽ bị nhiễm trùng nó sẽ bị viêm mũi họng tái tái lại nhiều lần thôi đúng không? một năm nó có thể bị vài ba lần hai nhưng nhưng nó sẽ bị rất là nhẹ, bị rất là nhẹ nhàng nó có thể không cần uống thuốc gì hết, nó tự nó khỏi ha hoặc nó uống thuốc rất là nhẹ nhàng thôi, nó cũng khỏi nhưng riêng một đứa tiêm bẩm sinh nó sẽ bị nhiều hơn và nó sẽ bị nặng hơn. hay dù một đứa trẻ mới 6 tháng tuổi mà nhập viện ba lần vì viêm phổi, nghe phổi lúc nào cũng có ran ngáy ranh ẩm hết thì coi chừng coi chừng tiêm bẩm sinh đó sinh à, à, thứ hai ấy là chậm phát triển thể chất nè nó nhỏ nuôi hoài nó không lớn nuôi hoài nó lớn à, nuôi hoài nó không lớn nó rất là nó, nó suy dinh dưỡng lúc nào nó cũng nhìn có vẻ mệt mỏi nó phải xanh xao hết à, thì cũng coi chừng tiêu hóa sinh à, thứ ba là giới hạn vận động mà dù đứa trẻ nó, nó 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 đi học nhưng mà nó lại không thích chơi với bạn bè à, nó chạy chơi xíu là nó mệt chạy chơi xíu là mệt thì cũng coi chừng tiêu hóa sinh à thứ tư là tím tím ha tím là một cái nguyên nhân rất là 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 hay gặp à, và chút xíu anh sẽ nói riêng về cái tím à, tím là một cái nhóm rất là hay gặp và tim bẩm sinh tím à, là một nhóm tim bẩm sinh quan trọng à, mà mình phải tiếp cận à, và mà phải phải có cái hướng xử lý cho nó à, nếu không là nó, nó 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 nó, sẽ sẽ nguy hiểm á à, hoặc là một cái triệu chứng hô hấp gì đó à, có thể là không hẳn là đứa nhỏ nó bị viêm phổi nhưng nó có một cái triệu chứng gì đó mà nó cứ kéo dài dai dẳng dai dẳng mà nó không dứt à, gì? nó cứ khò khè kéo dài hoài nó cứ khò khè khò khè hoài À, nghe phổi lúc nào cũng có một chút ran à, mặc dù nó vẫn rất là tươi tỉnh nha nhìn về ngoài nó rất là tổng trạng nó cũng rất là khá nhưng mà nó cứ có một cái tiếng khò kè khò kè kéo dài hoài à, hoặc là một triệu chứng thở co lõm à, thở co lõm à, mà nó, nó 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 kéo dài à, một triệu chứng gì đó mà nó kéo dài mà mình không lý giải được à, thì cũng có thể có thể tìm à, là tìm bệnh sinh hoặc một bất thường gì đó khi thăm khám à, ví dụ tụi em đứa nhỏ nó đi khám khám sức khỏe để đi học đi tới tuổi nào học khám sức khỏe đi học thì bác sĩ khám bệnh cho nó khám cho nó à, đặt cái nghe lên nghe thấy âm thổi âm thổi thì coi chừng đó là tiền sinh em một bất thường gì đó khi thăm khám à, hoặc là về lâm sàng đứa nhỏ vẫn bình thường nhưng nhưng nó làm tình cờ nó làm một cái xét nghiệm gì đó về cận lâm sàng à, ví dụ nó bị gãy tay đi ha nó bị, nhỏ nó bị gãy tay rồi nó đi nó đi nhập viện để nó nó nó, nó mổ cái tay à, thì trong các xét nghiệm tiền phẫu mình sẽ làm gì mình sẽ làm chụp x quang phổi nè à, tiền phẫu mình phải chụp x quang phổi và có khi mình phải đo điện tim cho nó À, thì có thể trong quá trình mình làm Các xét nghiệm tổng quát đó đó, mình thấy ở bóng tim nó to đùng mà. À, Hoặc đo điện tim ra bất thường, à, thì thì mình phải nghi ngờ tim bẩm sinh. À, hoặc là nó nó có, một có, có một cái dị dạng gì đó ở bên ngoài. hay à, dị dạng bên ngoài gì có thể một cô vẻ mặt bất thường nè, vẻ mặt của một đứa bị đau, vẻ mặt của một đứa đầu nhỏ, ha à, đứa nhỏ xanh ra đầu nhỏ xíu à. à. hoặc là nó có nó bị nó bị uh, dư ngón, hay à, bị dư ngón, hay à, nó bị quẹo cuộc sống. A à, thì một đứa nhỏ có bất thường bẩm sinh bên ngoài thì nó có thể sẽ kèm bất thường bẩm sinh bên trong. à, trong đó có tiền bẩm sinh. Hai à, đó có chuyện mà khám mà sàng lọc á, à, khám sàng lọc trẻ sơ sinh mà sau xanh á, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà bắt đầu sau này mình đã 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 quan tâm đến chuyện khám khám sàng lọc sau xanh cho 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 trẻ sơ sinh rồi, mình sẽ chi không chỉ đánh giá là ờ nó khóc tốt hay không, nó mấy ký, nó trai hay gái, à, mình phải khám xem nó có dị dạng gì hay không. À ví dụ nhìn nó vẻ mặt nó kỳ kỳ ha, để đứa nhỏ ra vẻ mặt nó kỳ kỳ. thì coi chừng á, coi chừng á, coi, coi chừng nó có vấn đề gì đó về về di truyền trong về di truyền rồi thì nó có nguy cơ bị tim bẩm sinh. Nha. Nha. đây là những cái hình ảnh về về một số vẻ mặt bất thường ha, đây là một vẻ mặt của một đứa trẻ bị đau nè. Nhà ở nước ngoài ta chăm sóc người ta nuôi rất là tốt ha, nó nó lớn lên và có thể đi làm bình thường luôn. Nha, đây là bình thường luôn. Đây vẻ mặt của một đứa nhỏ bị dismorph, vẻ mặt dismorph. À, tụi em nhìn mới nhìn đầu chưa thấy quen đâu nhưng mà từ từ đi 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 lâm sàng nhìn nhiều á mình sẽ dòm đứa nhỏ mình thấy nó bất thường liền nhà hoặc đây là một đứa nhỏ đầu nhỏ nè đầu nhỏ nè à, xưa mình có một cái đợt mà mình hay đổ cho con uh, Zika đó, ha đúng không một cái 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 giai đoạn mà con mũi nó đốt xong nó bị bà sẽ thay phụ nó bị uh, nhiễm Zika đó thì sẽ khiến cho đứa nhỏ bị tàu nhỏ ha. nhưng mà không phải do Zika không à, nhiều cái siêu vi khác nhiều siêu vi khác nó cũng sẽ gây tật đầu nhỏ ha à, và tật đầu nhỏ này nó nó cũng sẽ sẽ không chỉ bất thường về não không mà nó sẽ bất thường về 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 về, về tim mạch luôn ha rồi nói về tím ha à, nói về tím ha, à, nghĩa tím nghĩa là gì ha à, tím nghĩa là khi mà mình à, cái nồng độ oxy á à, cái nồng độ hemoglobin á, mà không chứa oxy của nó trên 5 gram trên 5 gram trên đề à, trên 5 gram đề À, thì tím mình sẽ phân biệt thành thành ba ba cái nhóm tím thứ nhất là tím trung ương à, thứ hai là tím ngoại biên và thứ ba là tím chuyên biệt tím chuyên biệt tầm nhìn thế tím nhưng mà thật sự phải tím hay không à, thì mình sẽ phải đi sâu và mình 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 đánh giá à, tím ở đây có nghĩa là giảm oxy máu à, nồng độ oxy hemoglobin mà không chứa oxy nè à, là trên 5 gram trên đề tức là giảm oxy máu à, nói nôm na là đợt covid mà tụi em hay thấy mình đói co2 đó à nếu dưới dưới và định nghĩa là, là 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 ở trẻ em á là bắt đầu tím á là dưới 90% a à, đó mình đo oxy máu ngoại vi thôi à, còn này mình đo đo oxy máu trên bằng máu tĩnh mạch à. rồi cái hình ảnh tím đầu tiên là tím ngoại biên nhà nó là chỉ tím tay chân thôi tím tay chân thôi à, Môi nó không tím môi nó không tím a à, và khi em đo oxy máu em lấy máu em đo oxy máu à, thì nó bình thường em lấy cái máy spo2 của em á em đo nó cũng bình thường vậy nó phải tím không không tím ngoài biên không phải là cái tím mà mình đang nói là cái tím mà mình khái cái khái niệm tím mà giảm oxy của mình đang nói đó không 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 bao gồm tím ngoài biên nhà tím ngoài biên nó liên quan đến gì liên quan tới các cái nguyên nhân về mạch máu thôi à, về co mạch ngoài biên thôi đứa nhỏ sốt cao quá nè nó cũng có thể tím à, hoặc lạnh quá nè à, dù sáng sớm trời lạnh mình nhảy xuống hồ bơi mình bơi vòng mình á là lên tay chân mình tím á à, lạnh quá nó cũng 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 gây gây tím nè à, ờ, tím đầu chi thôi ha hoặc là các cái thuốc mà sử dụng các cái thuốc mà 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 vận mạch á ha một số thuốc vận mạch á trên lâm sàng tụi em đi các cái khoa mà có có sử dụng vận mạch á mình xài quá liều mình xài liều cao quá nó sẽ có mạch ngoại vi ha, nhìn nhìn cái đầu chi đưa nhỏ có thể tím nhưng mà lúc đó mình đo SPO2 nó vẫn sẽ bình thường ha hoặc là các cái hội chứng về viêm mạch máu ha cái mạch máu nó gây nó, như hội chứng Raynaud ha nó gây cũng là một dạng bệnh tự miễn ha nó gây viêm các mạch máu nó viêm thận và viêm mạch máu ha ta sụn kể gây tím đầu chi luôn à tuy nhiên tím ngoài biên không phải là tím thật sự nha nó không giảm oxy ha à. cái tím thật sự là gì là tím trung ương tím thật sự tím ương thì lúc đó môi nó phải tím mà môi phải tím mình sẽ dầm cái niêm nó sẽ tím à, như nhìn, nhìn đứa trẻ này một đứa trẻ bị pha lô nè môi tím nè ha niêm mạc mắt tím nè ha tím à nhìn sẽ tím rất là rõ ha à, và mình chẩn đoán xác định bằng gì bằng đo oxy máu nhà có thể đo xe máu ngoại vi bằng máy đo SPO2 hoặc là lấy khí máu lấy cái máu tĩnh mạch đó à, mình làm xét nghiệm khí máu máu động mạch á à, mình đo mình đo có nồng độ oxy trong máu động mạch à, để chẩn đoán xác định là tím trung ương hay không a à, rồi cái dạng tím thứ ba dạng tím thứ ba cũng là là tím thực sự luôn à, nhưng mà nó có đặc biệt là nó một cái đặc biệt là nó chỉ tím nửa thân thôi một nửa thôi một nửa chi trên hoặc một nửa chi dưới nha à, đây là một cái hình mà 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 chi dưới tím nè chi trên không tím nè à và 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 nó phân biệt chi trên chi dưới này là do do nguyên nhân nào thường đó là do nguyên nhân cái ống động mạch à, nó sẽ là một cái bệnh tim bẩm sinh gì đó nhưng nó kèm theo ống động mạch à, ống động mạch sẽ phân cách về phần nửa nửa thân trên trước ống động mạch là sẽ là nửa thân trên sau ống động mạch sẽ là nửa thân dưới à trước ống động mạch sẽ là một nửa thân trên à sau ống động mạch sẽ là nửa thân dưới ha à, thì các bệnh tim bẩm sinh có liên quan ống động mạch ví dụ đứt đoạn cung động mạch chủ kèm ống động mạch ha à, hẹp eo mà chủ nặng kèm móng động mạch hoặc là cao áp phổi nặng kèm móng động mạch thì nó sẽ gây tím chuyên biệt à, nói nôm na nói nôm na một cái dễ hiểu thôi là nếu em thấy tím chuyên biệt tức là tím nửa thân thôi nửa thân chân nửa dưới thì chắc chắn là bệnh tim à, chắc chắn là bệnh tim à, này không không bàn tới phổi tới gì tới tới tới, tới tím ngoài biên gì nữa à, chắc chắn là bệnh tim à, và là bệnh tim rất nặng nhà trường hợp này bệnh tim rất nặng à. rồi như vậy thì tuy nhiên quay trở ngược lại câu hỏi là nếu một đứa nhỏ mình xác định là nó có tím trung ương, tức là mình đo oxy máu giảm, mình thấy tím môi ha, thấy tím đầu chi, ha đo oxy máu giảm như vậy một đứa nhỏ tím trung ương thì có phải 100% là do tim không? Thì mình tim không? Không. nhiều nguyên nhân khác nó có thể gây tím trung ương. À, bao gồm gì? Hô hấp nè. thần kinh nè, hoặc là bất thường hemoglobin. Bất thường hemoglobin nó cũng sẽ sẽ gây tím trung ương. Nhà trong đó hô hấp và thần kinh là hai hai cái hay gặp nhất và mình phải loại trừ. Mình phải loại trừ. Nhà dùng một đứa nhỏ nó bị nó bị uh, dị vật, uh, nó cũng tím tái, đúng không? Nó bị uh, dùng thuốc uh, những cái thuốc mà thuốc uh, mình hay dùng những cái thuốc mà chống sổ mũi á, uh, uh, dùng uống thuốc quá liều á uh, nó ngủ ha, uh, nó gây nó gây ức chế hô hấp á. Uh. Nhà như Promemazi gì đó nó uh, ức chế hô hấp á, uh. đứa nhỏ cũng sẽ gây tím. Uh, hoặc bất thường phế nang mau mạch ha, uh, nó nói thì phức tạp nhưng thực ra nó là viêm phổi á, uh, nha uh, vì viêm phổi nè. Uh, uh viêm à, phổi nặng nó cũng sẽ viêm tiểu phế quản nặng nó cũng sẽ gây tím à, hoặc là suyễn nó cũng tím rồi à, là thần kinh à, thần kinh nếu bị đứa nhau bị chấn thương à, nó cũng sẽ sẽ sẽ, sẽ gây tím à, hoặc là ngộ độc à, ngộ độc nó cũng sẽ gây ngưng thở và gây tím à, tại sao anh đưa anh đang dạy bài tiêm sinh xin mà anh đưa hai nguyên nhân này lên trước tại sao mình phải loại trừ hai nguyên nhân này trước mình phải loại trừ hai nguyên nhân này trước à, vì sao vì đó là hai nguyên nhân mà mình phải xử trí liền nếu không mà nó chết À, ví dụ một đứa nhỏ đi tiền căn có tim bẩm sinh anh à, ví dụ một đứa nhỏ tiền căn có tiêm bẩm sinh nó có mỗi lỗ thông liên thất nghe âm thổ rất là rõ à, nó đang theo dõi tái khám đột ngột một ngày nó tím đột ngột một ngày tím à, tím rất là đột ngột à, thì mình phải coi chừng nó có viêm phổi không nó hóc dị vật gì không à, nó có bị té hay chấn thương gì không à, chứ cái tiêm bẩm sinh nó cái tim bẩm sinh cái cái thông liên thất đó sẽ không gây đứa nhỏ tím đột ngột nó sẽ gây tím từ 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 từ, từ thôi mà đứa nhỏ tím đột ngột chắc chắn là có nguyên nhân khác A à, thì mình phải loại trừ nguyên nhân khác trước ha, vì đây sẽ là những nguyên nhân mà mình phải cứu nó liền ha, à, nó viêm phổi siêu hấp mình phải cho thở oxy liền ha à, mình nghi ngờ dị vật mình phải xử lý dị vật liền ha à, mình nghi ngờ chấn thương á, thì mình phải 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 xử lý liền cái chấn thương cho nó ha, à, thì mình mới cứu sống được nó nha à, còn tiêm bóng sinh thì sao tiêm sinh thì từ, từ từ mình sẽ phải tiếp cận ha, à, mình sẽ phải xem mức độ như thế nào mình sẽ phải phân loại nó ha, à, rồi mình mới xử lý ha, à, không có tiêm bóng sinh nào mà vô xử lý được liền hết ha, à, do đó mình đang học tiêm sinh nhưng mình phải đặt nó phía sau mình phải tìm các nguyên nhân khác trước để mình cứu sống nhỏ trước nha vì tím là một triệu chứng cấp cứu nha nó tím là một triệu chứng cấp cứu khi triệu chứng cấp cứu thì phải tìm các nguyên nhân thường gặp và xử lý được liền để cứu sống nó trước à, sau đó sau đó rồi mình mới tìm tiếp tim sinh xin nếu mình còn nghi ngờ à. rồi vậy thì để tiếp cận ha, tiếp cận cái quả tim tiếp cận cái tim sinh xin thì để dễ hình dung nha để dễ hình dung À, mình sẽ trải cái 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 giải phẫu của tim này mình trải lên một mặt phẳng trải một phẳng cho dễ hình dung ha à. được chưa rồi mình sẽ chia cái quả tim của mình làm hai nửa à, nửa bên phải và nửa bên trái à, Nôm na chia thành hai hệ hai hệ tim phải và hệ tim trái lúc này hệ tim phải của mình sẽ bao gồm gì hai cái tĩnh mạch chủ đổ về đúng không cái nhĩ phải cái thất phải và hệ động mạch phổi nha lúc này tim phải nó sẽ bao gồm cả tĩnh mạch chủ đổ về và cái hệ động mạch phổi luôn Hai à, là hệ thứ nhất hệ tim phải là nó chứa máu gì chứa máu gì màu xanh đây là, màu xanh đây là, là chứa máu gì máu gì máu đen nó nè máu đen đúng không nó máu là 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 là, là ít oxy đó, ha máu chưa được trao đổi oxy ha hệ tim phải anh nôm na chứa máu đen đi ha dễ hiểu ha rồi hệ tim trái của mình bao gồm gì bao gồm bốn cái tĩnh mạch phổi đổ về về nhị, nhị trái nè rồi nói lại ha thì hệ tim phải mình bao gồm gì hai cái tỉnh mạch chủ đổ về đúng không ha à, nhị phải ha thất phải và hệ động mạch phổi mình gọi là hệ tim phải được chưa mình mở rộng cái cái khái niệm tim phải ra chứ không chỉ là tâm nhị tâm thất không À, rồi hệ tim trái mình bao gồm gì bao gồm là bốn tĩnh mạch bốn tĩnh mạch phổi đổ về về nhĩ trái à, à, nhị, à thất trái ha và hệ động mạch chủ ha, mình quy ước là hệ tim bên trái được chưa hệ tim phải là nôm na là nơi chứa máu đen ha hệ tim trái là nơi chứa máu đỏ à, tương ứng với lại cái phần màu xanh và phần màu đỏ ở trên hình này được chưa vậy thì đầu tiên mình bàn tới tím mình à, bạn tới bệnh tim bẩm sinh tím, đang học tím sẵn bà, đang nói về tím luôn. ha. À, vậy thì một đứa nhỏ nó sẽ bị tím khi nào? Cái tật tim bẩm sinh nào sẽ gây tím? À thì nó sẽ gây tím khi mà cái dòng máu bình thường lưu thông sao? Để mà chủ đổ về đúng không? nhĩ phải, ha xuống thất phải, lên động mạch phổi. À, lên 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 phổi đúng không? Là mạch phổi lên phổi. Phổi đổ về lại tĩnh mạch phổi để về lại nhĩ trái, ha thất trái. À là đồ mạch chủ nó sẽ thông suốt như vậy. À vậy thì tím nó sẽ xảy ra khi nào? Tím sẽ ra khi có một cái tắc nghẽn ở đâu đó. Một cái cấu trúc nào đó nó bị teo, nó bị thiểu sản hoặc nó bị tắc nghẽn thì nó sẽ gây tím. Đúng không? À, dòng máu sẽ bị nó nó bị chặn lại mà thì nó sẽ, nó sẽ nó sẽ gây tím. À thì vị trí đầu tiên có thể bị tắc là đâu? Là ở đây nè. Ở đây nè. Vị trí tắc ở cái van động mạch phổi. Nha. Khi tắc ở đây thì sao? Máu lên phổi không được. Đúng không? nó sẽ bị một cái tật gì đó ở vị trí này à, nó teo nó hẹp à, hay nó thiểu sản gì đó ở vị trí này khiến cho máu lên phổi không được thì nó sẽ gây tím nha và khi máu lên phổi không được á thì gọi là dòng máu lên phổi không được thì sẽ gọi là tuần hoàn phổi giảm tuần hoàn lên phổi tức là dòng máu lên phổi không được gọi là tuần hoàn phổi giảm thì cái nhóm bệnh tim bẩm sinh đầu tiên á gọi là bệnh tim bẩm sinh tím giảm toàn phổi À, tiêm bẩm sinh tím và giảm tuần hoàn phổi là do tắc nghẽn ở cái van động mạch phổi. À, đây là một trong nhóm nhóm mình tiêm bẩm sinh tím mình rất là hay gặp trên lâm sàng. Và và đại diện bởi hai cái bệnh hai cái tật chính à, thứ nhất là tứ chứng phalo. Tứ chứng phalo. À, thứ hai là không lỗ van động mạch phổi, tức là chỗ này nó nó thiểu sản luôn không lỗ van luôn. Không lỗ van luôn. À, nhóm thứ nhất mình đã học nhóm thôi nha, chút xíu mình đi vô sâu về bệnh sau. À, nhóm nhất là nhóm nhóm tím và dẫn nguồn phổi được chưa? Thứ hai nếu đứa nhỏ nó, nó may mắn nó không bị tắc chỗ này, à không, không bị tắc chỗ này thì nó gây tắc ở đâu? Tắc tiếp ở khúc sau này đúng không? Máu lên phổi được rồi, nhưng nhưng có thể bị tắc tiếp một cái tật nào đó, một bất thường nào đó khiến tắc tiếp ở giai đoạn sau, à nó tắc ở cái đường tĩnh mạch phổi đổ về đúng không? Hoặc là tắc ở cái 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 cái, cái tim trái, à thiểu sản tim trái luôn, nha ja, hoặc là tắc ở cái cái đoạn động mạch động mạch chủ, cái cung động mạch chủ à thì nó sẽ là những bệnh lý gì bất thường hồi lưu tới mạch phổi về tim nè ha hội chứng thiểu sản tim trái nè hoặc là bệnh lý tim một thất nó nhỏ có một thất thôi ha không có một thất phải thì không có thất trái luôn teo tim luôn thất trái luôn nha hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ ha hoặc là hẹp eo động mạch chủ ha thì đặc điểm chung của mấy cái nhóm này là gì thứ nhất máu đi nuôi cơ quan không được đúng không đâu không máu nuôi cơ quan đâu máu bơm đi nuôi cơ quan không được ha thì nó sẽ sốc nó sẽ bị sốc À, sốc giảm tuần hoàn giảm tuần hoàn sốc hai à, thứ hai máu lên phổi được nè nhưng về tim không được nó sẽ ứ máu ở phổi đúng không máu lên phổi được cái chỗ này không 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 bị tắt thì nó sẽ lên phổi được đúng không à, nhưng nó không về tim được nó sẽ ứ máu ở phổi ứ ừ máu phổi à, thì nó sẽ gọi là nhóm tim bẩm sinh tím và tăng tuần hoàn phổi máu ứ phổi mà à, biểu hiện lâm sàng của nó là vừa tím vừa ứ máu phổi vừa không có máu nuôi cơ quan À, và đây là một bệnh nhóm bệnh tim bẩm sinh rất là nguy kịch rất là nguy kịch gây tử vong rất là cao ha à, và nghe tên nó nó phức tạp không mà các cái tên kể ra phức tạp nên người ta gọi là nhóm tiêm bẩm sinh tím phức tạp mình gom lại thành nhóm thôi à, và nó sẽ không nằm trong mục tiêu của tụi em nha à, nói cái phần mà học cả đời của các bác sĩ từ tim mạch là học này nè học này nè học ở phần đời còn lại ha chưa phải học ở, y 4 nha y 4 là gì học ở tim bẩm sinh tím giảm toàn phổi thôi được chưa ha à, mình xác định ha tím là mình sẽ chỉ học tím giảm toàn phổi thôi ha à. rồi thứ hai là nhóm tiểu sinh hồng tức là ờ, nó không có bị tắc nghẽn nó không bị tắc nghẽn à, tức là mà dòng máu thông suốt nhà dòng máu thông suốt nó vẫn thông suốt à nó hồng nhưng nhưng à, nó sẽ gặp tụi em sẽ hay gặp những tật gì nhà những tật gọi là những cái cái luồng thông nhà tiêm sinh hồng mình sẽ gặp những cái luồng thông nha thì à, một cái cái, cái chu chuyển tim bình thường là như hồi nãy mình nói ha tuy nhiên nếu đứa nhỏ nó một nó một cái luồng thông gì đó ha, à, nguồn thông gì đó nó có thể ở, ở tầng nhĩ nè ha à, hoặc ở tầng thấp nè ha à, tầng thấp nè hoặc là ở tầng động mạch hay là một cái luồng thông gì đó giữa hai cái hệ này đúng không giữa hệ tim trái và hệ tim phải ha à, giữa hệ tim trái và hệ tim phải ha, à, nó có một cái luồng thông thì nếu có luồng thông thì sao áp lực ở bên nào lớn hơn bên trái đúng không áp lực bên trái luôn luôn lớn hơn thì nếu có bất kỳ cái luồng thông nào đó ha có thể ở tầng nhĩ gọi là thông liên nhĩ nè ở tầng thất gọi thông liên thất nè tầng động mạch gọi là còn ống động mạch nè à, thì máu sẽ từ tim trái nó đi qua cái luồng thông này nó vừa qua, qua, tim phải đúng không vậy thì cái lưu lượng máu ở tim phải sẽ tăng lên đúng không tăng lên thì sẽ gọi là tăng toàn phổi đó là sụp nhóm tim bẩm sinh hồng tăng toàn phổi à, gọi là tim bẩm sinh có luồng thông à, hai trên lâm sàng mình gọi gọi là tim bẩm sinh có sân đó. sân là, là luồng thông đó. à, sân trái phải à, và tóm lại ha mình chia lại bốn nhóm ha à, hai nhóm chính là hồng và tím đúng không à, tăng toàn phổi giảm toàn phổi ha à, thì hai cái nhóm bệnh mà mình, mình, tập trung mình học á về tím á là tím có tắc dòng máu lên phổi tức là tím giảm toàn phổi hai à, trong đó đại diện là tứ chứng pha lô và không lỗ bằng mạch phổi còn hồng á mình sẽ học ở hồng và tăng toàn phổi là hay gặp à, bao gồm thông liên nhĩ nè thông liên thất nè nếu mà cả hai là thông liên nhĩ thất À, ngày xưa mình gọi là, là kinh nhĩ thất á ha mà giờ người ta người ta chuẩn hóa cái từ là thông liên nhĩ thất rồi ha và còn cuối cùng là cổn động mạch à, giờ mục tiêu của tụi em là gì là học có năm bệnh thôi thông liên nhĩ thông liên thất cổn động mạch pha lô và không lưu ban mạch phổi được chưa mình sẽ gói gọn trong 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 cái mục tiêu của mình khi đi lâm sàng vậy mình sẽ tập trung mình học như đó bệnh thôi hai à, đó bệnh cũng đủ đó cũng đủ mệt rồi đó ha rồi đó mình sẽ sau đây mình sẽ anh, sẽ anh sẽ lướt qua các cái bệnh đó cho tụi em hình dung cái bệnh đó là gì nó là như thế nào ha à, thứ nhất á, là tư chứng pha lô nhà chứng pha lô nhà tư chứng ba bao gồm bốn tật bốn chứng hay gọi là tứ chứng à, bao gồm gì bao gồm bốn chứng là gì là thứ nhất là hẹp ban động mạch phổi nè à, thứ hai là thông liên uh, thất nè à, thứ ba là gì phì đại phì đại thất phải ha và và đồng chủ cưỡi ngựa ha đồng, chủ cưỡi ngựa, đồng chủ cưỡi ngựa lên phát tinh thất ha à, thì bốn cái tật này ha à, vậy thì trong bốn cái tật này nè cái tật nào sẽ là cái tật mà quan trọng nhất và sẽ gây đứa nhỏ tím ít hay tím nhiều à, tím ít là sao tím ít thì là nó nó sp hoàn được khoảng tám mấy chín phần trăm còn tím nhiều là sao tím nhiều là nó dưới dưới tám phần trăm dưới bảy phần trăm luôn là phải can thiệp a à, vậy thì cái tật nào là quan trọng nhất à, thì như nãy nó nó nằm trong cái nhóm nằm trong nhóm bệnh lý có bất thường của của van động mạch phổi ha, à, thì chính là chính là cái 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 hẹp van mức độ hẹp van sẽ là cái quyết định xem đứa nhỏ tím nhiều hay tim ít à, nếu nó có đủ bốn chứng này nè nhưng mà mức độ hẹp không nhiều mức độ hẹp không nhiều tức là máu vẫn lên phổi được máu vẫn lên phổi được nó giảm một chút thôi ha, à, thì đứa nhỏ vẫn có thể vẫn có thể sống được ta gọi tìm tứ chứng pha lô hồng á à, nhưng mà nó sẽ không hồng được như một đứa bình thường đâu không hồng đứa bình thường đâu à, vì sao vì nó có hiện tượng trộn máu nè thấy không máu bơm đi sẽ là máu máu trộn nè À, do nó có thông liên thất lớn mà động mạch chủ nó cửi ngựa lên nữa cho nên khi mà tim nó bóp á, thì cái máu cái dòng máu ở đây sẽ bị pha pha lại à, sẽ không hồng hoàn toàn như một người bình thường được à, nhưng nhưng nó nếu mà mức độ hẹp không nhiều thì nó vẫn sẽ 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 sống được vẫn sống được vẫn lớn được ha à, do đó cái 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 tật cái cái vị cái, 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 cái quan trọng nhất là hẹp động mạch phổi, hẹp phổi. À, nếu hẹp nặng thì sao nếu chỗ này hẹp nặng thì sao máu lên phổi không được thì sao nó còn những cứu cánh nào à, nếu như đứa nhỏ có một cái cái cứu cánh là cái ống động mạch đó, trong trường hợp này nếu nó còn ống động mạch thì nó sẽ là cái cầu nối tắt để dẫn máu lên phổi à, nếu đứa nhỏ ha trên một đứa nhỏ thứ chứng phalo sau khi mình đã nghĩ mình đã xác định chở nó xác định là chứng phalo rồi đó, thì động tác tiếp theo là mình phải xem nó còn ống động mạch hay không lúc này ống động mạch sẽ là cứu cánh cho nó à, vì nó sẽ là đường dẫn máu tắt lên phổi nè Ja, nếu còn ống động mạch thì sao? Mình sẽ cố gắng mình giữ ống động mạch đó cho nó. Giữ ống động mạch để cho nó 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 có cái đường dẫn lên phổi ha, để nó còn trao trao đổi khí, ha, nó còn trao đổi oxy để nó sống. Nhà ja, thì nếu đứa nhỏ còn động mạch mình, mình sẽ đặt một cái stent mà thông tim đặt một cái stent mà giữ ống động mạch đó lại. Ja, giữ cái ống động mạch đó lại ha, để để cho nó sống tạm với cái ống động mạch đó để nó lớn lớn hơn xíu, mình nuôi lớn hơn xíu. Ja, để mình mổ ha. Rồi, hoặc là nếu ống động mạch không có nó bị, nó bị nó bị nó bị đóng luôn thôi sao? mình sẽ phải thông tin mình nong chỗ này ra nè à mình cũng thông tin nhưng mình nong cái chỗ này ra mình nong qua mạch phổi ra à hoặc là nếu nong khó quá thì sao nong thất bại nong khó quá thì sao mình sẽ phải mổ tạm thời cho nó bằng cách mình đặt một cái cầu nối nhân tạo từ từ chủ qua phổi giống mình làm một cái cái cái, cái ống động mạch nhân tạo vậy đó nhà bác sĩ ngoại khoa bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ lấy một cái đoạn tĩnh mạch thường lấy đoạn tĩnh mạch dưới 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 chân á à, người ta sẽ nối lên làm thành một cái cầu nối nhân tạo cho nó À, giống ở những người người lớn mà bị bệnh mạch vành á, người ta mổ mất cầu mạch vành vậy đó à, thì ở đây mình sẽ làm một cầu nối nhân tạo để làm chi để dẫn máu tắt tạm thời cho đã à, mục tiêu những mục tiêu của những cái mình làm nãy giờ là gì giữ ống động mạch nào hoặc làm ống động mạch nhân tạo nè hoặc là nông ra để làm gì để tạm thời nó sống với một cái lượng một cái 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 lưu lượng oxy vừa đủ để nó sống để làm chi để nuôi nó lớn hơn chút à, để nó đạt được một cái cân nặng mình có thể phẫu thuật an toàn. À, cân nặng có thuộc an toàn à nói về cân nặng phẫu thuật an toàn đó thì thì nó lệ thuộc vào gì nó không, nó không, phải lệ thuộc vào cái kỹ thuật của cái người bác sĩ ngoại khoa đâu nó phụ thuộc vào gây mê phụ thuộc vào gây xem đứa nhỏ đó mình có thể gây mê và chạy tuần hoàn ngoài cơ thể được hay không à, thì cái cân nặng nhỏ nhất ha cái cân nặng nhỏ nhất mà mình có thể mổ an toàn á mổ này mổ tim hở mà nha cân nặng nhỏ nhất mình có thể mổ an toàn á ở việt nam mình là khoảng 7 kg 7 kg nhà nhỏ hơn mình vẫn mổ vẫn được nhưng nó không an toàn không an toàn À, vì những đứa nhỏ rất nhỏ ký thì sao à, nguyên tắc là khi mổ mổ tim á mổ tim hở à, nên em anh tả qua cho tụi em biết thôi ha mình sẽ cho nó ngừng tuần hoàng bằng cách mình nối ra ngoài mình chạy mô mình mô à, mô trong phòng mổ gọi là cc thôi nó không hoàn toàn với mô à, phổi nó vẫn hoạt động ha à, mình sẽ nối ra ngoài mình chạy mô mình, mình chạy tim phổi nhân tạo mình chạy tim nhân tạo á à, mình sẽ cho tim nó ngừng đập hoàn toàn mà mở ra mình sửa nhà sửa làm sao hư chỗ nào sửa cho đó à, mình mở rộng chỗ nó ra nè. mình mở rộng cái chỗ buồn thoát này ra à, nếu cần thiết thay van thì mình thay van nếu van nó thiểu sản quá mình thay van đọc của van nhân tạo đây mình vá cái lỗ thông này lại mình chỉnh lại cái động mạch à, chủ về đúng vị trí à rất là phức tạp không à, mổ tim mổ tiếng phalo là mổ lớn mổ lớn à, tuy nhiên tứ chứng phalo lô là một trong những bệnh lý mình mổ rất là thành công ở việt nam à, mổ thường quy luôn nào mà tỷ lệ thành công rất là cao à, cho nên mục tiêu những cái như anh nói đó mưa nhỏ nếu ban đầu em thấy nó có tiếng phalo thì bằng mọi giá em phải tạo một cái đường tắt cho nó đã nó sống tạm đã cố gắng nuôi nó nuôi nó mà đừng để nó nhiễm trùng đừng để nó mất vì những cái lý do khác để nó đủ ký đủ cân nặng rồi thì em mổ mà mổ triệt để được mổ triệt để được nhà tứ chứng pha lô là một trong những cái phẫu thuật mà phẫu thuật viên việt nam mình đã mổ rất tốt rất tốt nhà cho nên là nếu gặp một chứng pha lô thì sẽ phải cố gắng để giữ nó nuôi nó nuôi nó tạm thời À, để khoảng 5 sáu tháng gì đó ha, nó đạt cân nặng tốt hơn nó đạt cái mức cái cân nặng sớm hơn thì mình mổ sớm Ra à, còn nếu trong quá trình mình theo dõi nó mình thấy một lúc nào đó mà cảm thấy rằng nó, nó 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 không có chờ được nữa thì mình mổ luôn mổ luôn à, đương nhiên tỷ lệ thành công nó thấp hơn ha à. đó chính ha rồi ha xì lâm sản sẽ là tím ha tím sâu xanh ha. tím sâu xanh và cái, cái 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 biểu các cái biểu hiện của nó trên các phương tiện cận lâm sàng á nó sẽ thiên về tổn thương của tim phải Phi à, khi đã thức phải nè ha, khi em đo đo điện tim nó sẽ thấy là cái 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 cái, cái trục tim nó sẽ lệch phải luôn x quang cũng cũng lệch phải ha trục tim trên điện tim cũng lệch phải luôn và mình sẽ xác chẩn nó xác định bằng siêu tim nói chung hầu như các cái tật tim bẩm sinh á, là mình phải siêu tim để mình cho nó xác định ha và điều trị bao gồm điều trị tạm thời như nãy anh có nói ha đặt stent vô cái ống động mạch nè đặt stent vô cái buồng thoát nè ha, hoặc là mổ sơn nha và cố gắng cố gắng phẫu thuật triệt để cho nó vì em mổ được triệt để rồi để, để nhỏ sống được như như một người bình thường như một người bình thường nha rồi hình ảnh tiếng vấn pha ha tiêm lệch phải ha muốn anh đi lâm sàng hướng dẫn em đọc x quang nha đọc x quang đây hình ảnh rất là đặc trưng của chứng pha là hình ảnh chiếc ủng nè bút xếp ha bút xếp à, một người bác sĩ mà mà người ta có kinh nghiệm người ta cầm cái phim lên người ta khám người cầm phim lên người ta biết phalo liền Chuyện đó đó phalo trên lâm sàng luôn à. rồi cái tập thứ hai á cái tập tim thứ hai mà hay gặp á trong cái nhóm tim bẩm sinh tím giảm toàn phổi á hay là không lỗ van động mạch phổi không lỗ van động mạch phổi ha à. như mình thấy đây là nay vì nãy phalo nó còn có cái đường ra đúng không còn để teo luôn lỗ teo luôn van luôn không có lỗ van luôn không có lỗ van luôn vậy thì máu đâu có 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 lên phổi được ha à, đôi lên phổi được à, đứa nhỏ sẽ sẽ chết sẽ chết nó sẽ chỉ sống được khi nào còn động mạch thì lúc này cái cái mà cứu cánh duy nhất duy nhất của 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 đứa nhỏ không lỗ ban động mạch phổi là ống động mạch còn động mạch à, còn động mạch là là, ống động mạch à, cho đó do đó tuy nhiên do đó do nó bị hẹp nặng như vậy nè máu lên không được cho nên gần như là sâu xanh à, gần như là sâu xanh là nó sẽ tím liền tím liền à, và mình sẽ không có chờ được đến 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 để mà nó đặt cái stent à, tại vì nó sang nó một viện sản mà nó tím ngay lập tức sau xanh À, thì nó sẽ khó mà chờ được đến cái lúc mà nó chuyển lên một cái bệnh viện nhi mà có chuyên khoa tim mạch để mà thông tim cho nó liền như vậy thì mình sẽ phải dùng thêm một cái phương tiện cấp cứu một loại thuốc để cấp cứu à, để truyền để giữ cái ống mạch này à, thì may mắn nó có loại thuốc loại thuốc đó là, là prostaglandin E1 rostaneido một hai gọi thuốc tiên á nhà nó đang tím tái em truyền vô cái nó hồng liền à, thì khi truyền vô cái ống đầu mạch nó sẽ mở bung ra nó sẽ mở ra liền trong vài phút nhà nó sẽ gây nó sẽ, nó sẽ mở ống đầu mạch ra liền và trong thời gian đó mình chuyển tới một cái đơn vị có thể có thể thông tìm để giữ ống đầu mạch cho nó nhà tuy nhiên cái thuốc này ở Việt Nam mình nó rất rất hiếm rất rất hiếm à, đơn vị mình trữ tính bằng ống thôi ống thôi ha à, mỗi bệnh viện có vài ống à À, mỗi viện có bài không nó khá là đắt tiền nó khoảng 2 triệu một lọ hai triệu đồng một lọ mà thực ra hai triệu nói về 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 kinh tế đối của 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 dân Việt Nam mình thì cũng cũng nhiều người ta giàu lắm nha ta sẵn sàng cho con người ta 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 ta, ta truyền à, tuy nhiên vấn đề là mình không có thuốc rất rất là thiếu thuốc à, ngày xưa là các bác sĩ tim mạch người ta phải đi công tác nước ngoài người ta mua người tôi mua sách tay mang về để dành xài à, ứng tiền ra để mua cho bệnh viện để xài để dành xài À, chưa có một cái 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 đơn vị nào người ta nhập cái thuốc này chính thức về Việt Nam à, vì rất là đắt và em không có dự trù được rằng là uh, mình cần bao nhiêu ống một vấn đề mua thuốc ở Việt Nam là phải đấu thầu đấu thầu với dự thù để dự trù à, ví dụ như là bây giờ em mua em mua 100 ống gì đi đúng không mà năm cái năm đó đá nó có một năm mà năm đó em xài của hai ống mà phần còn lại là hủy đúng không hủy là, là tính là thất thoát à, cho nên là rất rất khó để dự đoán được rằng là một năm mình sẽ cần bao nhiêu ống để mà dự trù à, lý do tại sao mà mình cứ cứ phải dự trù rất là hạn chế vậy đó nó vừa đắt tiền à, hạn sử dụng nó vừa ngắn à, ở nước ngoài thì sao ở nước ngoài á người ta xài thoải mái hơn người ta xài thoải mái hơn à, có thể người ta cho nó truyền tới 10 15 ngày luôn à, thậm chí là truyền liên tục đến ra tháng luôn cứ ngày bẻ ống xài nhà truyền liên tục cho nhỏ đến khi đủ một tháng tuổi thì lúc đó người ta mổ luôn cho nó À, cái khả năng ghi mê của người ta có thể phẫu thuật ở một đứa nhỏ nhỏ ký hơn thì người ta xài thoải mái hơn à chứ giờ mình đổ tiền cho một đứa nhỏ một ngày một ống mình xài liên tục một tháng mình nuôi đủ tháng cũng chưa chắc chưa chắc mình mổ được cho nó à do đó ở việt nam mình mình trong cái khó khăn như vậy thì mình mới mới bằng cách là mình xài tạm thôi mình xài truyền thuốc để tạm thời cấp cứu thôi mình đưa nó tới một trung tâm có khả năng đặt stand à, đặt stand để mình đặt stand đặt phát một là xong nha đặt cái stent phát một xong và do do đó ở Việt Nam mình làm đặt stent rất là nhiều. Rất là nhiều luôn ha, bác sĩ Việt Nam mình đặt stent ống động mạch. Ha, trong những trường hợp ápso OPC này là gần như giỏi nhất thế giới, nó nôm na. Tại vì sao? Mình làm nhiều quá, mình làm nhiều quá. Ha, mình đã từng ngày hàng, hàng năm mình có cái hội nghị mà mà quốc tế về về tim mạch á, là các bác sĩ Việt Nam mình là biểu diễn cho tay coi luôn. Có những trường hợp rất khó, ha, rất khó, ha người ta nhìn vào tao không dám làm. Ha, nhưng mà bác sĩ mình làm được nhà dạ, canh bao nhiêu đồng một làm được à người ta mình làm làm nhiều quá mình làm nhiều quá thì mình có rất là kinh nghiệm rất là lành nghề luôn à và nó tương đối là nó rẻ tiền ha à, mình chỉ tốn tiền mua một cái stand thôi à và mình có thể xài tạm cho nó được vẫn vẫn có thể nuôi được à tuy nhiên tuy nhiên cái tiên lượng của không lỗ van động mạch phổi à, so với chứng pha lô thì nó xấu hơn nhiều xấu hơn rất nhiều do những đứa nhỏ mà không lỗ van động mạch phổi nè thường á nó kèm theo nhiều cái dị tật khác nữa À, cái khả năng mà mình hy vọng mình nuôi được tới khoảng 7 đến 8 kg mình mổ triệt để à, nó khó hơn pha lô khó hơn pha à, do đó cái tiên lượng của nó nó nó, nó dè dặt hơn rất là nhiều à, mà mình vẫn mình vẫn cứu được nha mình cũng rất rất mình vẫn cứu được rất là nhiều à, tới thời điểm hiện tại mình đã à, mình cứ đặt stand sẽ mình nuôi lớn hơn xíu mình đã mình nuôi ha nếu nó đáp ứng được tốt với cái stand đó mình nuôi được đủ ký à, thì mình sẽ, sẽ 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 phẫu thuật được cho nó ha à rồi hình hình minh họa về cái 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 việc mình sẽ phải giữ cống động mạch nè để dẫn cái luồng máu tắt qua cho nó để máu lên phổi thôi nha triệu chứng nó cũng tương tự hai triệu chứng nó tương tự nhưng mà đặc điểm của cái lâm sàng của cái không lỗ ba này á, so với lại phalo là gì là nó sẽ không nghe âm thổi nó tím nhưng mà nó không nghe âm thổi à cái âm thổi này nếu nó ống động mạch cũng vậy nó không nó không tạo ra âm thổi đâu ống à, động mạch À, cái âm thổi trong tứ chứng Phalo là âm thổi của hẹp van động mạch phổi. Ha, à, nếu hai 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 cái bệnh cảnh khá là giống nhau hoặc cũng tím, cũng giảm tuần hoàn phổi. À, nhưng em nghe có âm thổi thì em hy vọng là Phalo. Em hy vọng rất nhiều là Phalo. À vì vì cái tiếng âm thổi là, là cái tiếng dòng máu nó qua cái van động mạch phổi à, nó tạo ra âm thổi. Ha, à, còn trong trong không lỗ van mạch phổi thì sẽ sẽ không nghe thôi, không nghe không, không nghe âm thổi đâu. à về xử lý thì mình sẽ truyền thuốc ha truyền prostaglandin 1 hoặc là thông tim ha, hoặc là thông tim ha, và cố gắng phẫu thuật triệt để nhà áp số áp mình cũng phẫu thuật được phẫu thuật được ha, mặc dù tiên lượng của nó là kém hơn pha nhiều ha. rồi rồi nói nói từ cái giống bệnh thứ hai hai là nhóm tim bẩm sinh hồng ha, là tim bẩm sinh có luồng thông á ha, thì thông ở tầng đầu tiên là tầng nhĩ đúng không là thông liên nhĩ ha, thông liên nhĩ ha. thì như ở đây mình thấy ha như nãy nói rồi ha khi mà có luồng thông thì máu sẽ từ tim tim trái qua tim phải đúng không nào máu nó từ tim trái nè qua tim phải ha tuy nhiên tuy nhiên do áp lực của tâm nhĩ nó không cao áp lực của tâm nhĩ nó không cao ha do cho nên chênh áp của nó cũng không cao chênh lệch áp lực á ha các áp lực máu ở tâm nhĩ hai bên tâm nhĩ đã không cao nên nếu mà có chênh lệch á cũng chênh lệch không nhiều cho nên cái lượng máu từ nhĩ nhĩ trái mà nó qua nhĩ phải á nó sẽ không nhiều và nó sẽ gây nó sẽ chậm thôi nó sẽ chậm chậm thôi à, do đó ha, à, cái thông liên nhĩ sẽ gây suy tim chậm gây suy tim muộn hơn so với các cái loại cái 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 luồng thông khác nhà đứa nhỏ có thể sau vài năm nó mới suy tim à, và đặc điểm thông liên nhĩ gì là cái lỗ thông liên nhĩ á, nó, nó nó có thể tự đóng nó có thể tự động à, cho nên là khi mà mình gặp một dòng thông liên nhĩ á, mình cũng không nên quá lo lắng mình có thể theo dõi được à, mình không quá gấp không quá quá gấp gáp trong việc xử lý nha à, tức là thông liên nhĩ thì mình có thể theo dõi được và nó sẽ không gây suy tim liền. ha à. và khi mà máu máu nó 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 từ tim trái hay qua tim phải ha, qua lượt ít như vậy nè sau một thời gian nó sẽ gây suy tim phải suy tim phải. À, à đứa nhỏ nó sẽ khi mà có luồng thông như vậy á khi mà tim nó sinh có luồng thông á nó sẽ gây khiến cho tuần phổi tăng lên tức là máu lên phổi nhiều hơn đúng không máu lên phổi nhiều hơn thì sẽ dễ dễ bị nhiễm khuẩn hơn. À, nói chung cái cơ quan nào bị tứ máu nhiều quá à, thì cũng sẽ sẽ dễ bị nhiễm khuẩn ha à, thì nó sẽ dễ bị nhiễm trùng hấp tái đi tới lại nó sẽ viêm phổi nè, viêm tiểu phế quản tê tới lại hoài nè à, rồi nó sẽ nghe âm thổi à, nghe âm thổi ở cái 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 tầng nhĩ ha à, thổi nôm nông tầng nhĩ là khoảng uh, liên sườn hai thôi à, liên sườn hai thôi âm thổi khoảng 2 đến ba phần sáu ha và nó sẽ lớn tim phải Xy à, x quay tay hình ảnh của của hướng về bên phải ha à. đo điện tim cũng sẽ thấy lớn tim phải ha mà mình cũng sẽ phải siêu âm tim để cho nó xác định cho nó À. Rồi à, đối với thông liên nhĩ thì mình có thể theo dõi nha, nói mình theo dõi nha, nhưng mà theo dõi đến một lúc nào đó thôi. nha à, nếu như nó không không tự đóng được á, hoặc nó bắt đầu có dấu hiệu suy tim, à, thì mình sẽ phải đóng cho nó. À, thì đóng thì cũng cũng có nhiều phương pháp đóng lắm đó. nha. Mình có một giai thời gian là mình chuộng cái 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 thông tim. À, có một khoảng thời gian mà khoảng cách đây khoảng hơn 10 năm Thường người ta thích thông tin lắm thích thông tin cái gì cũng thông tin thông liên nhĩ cũng thông thông liên thất cũng thông tin nha thông tin rất là phát triển À, tuy nhiên tuy nhiên ở trẻ em á à, ở trẻ em nha người lớn thì không bàn nha người lớn thì thì mình lớn tuổi thì không bàn nhưng mà ở trẻ em á nếu em thông tim so với mổ tim à, thì người ta vẫn ưu tiên mổ tim hơn là thông tim tại sao tại vì nếu em thông tim đứa nhỏ sẽ phải mang cái 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 vật lạ đó gần như suốt đời nhà và kỹ kỹ thuật thông tim và những cái stent những cái dù ha hiện tại nó mới chỉ mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây thôi à về cái tiên lượng lâu dài và cái biến chứng lâu dài là mình chưa biết mình chưa biết chắc rằng là ờ, giờ mình cho nó một cái dù đó mình đóng bằng dù đi ha mình đóng bằng cái lỗ anh không bằng dù nè cái dù đó mang theo đứa nhỏ 60 năm sau nó còn bình thường hay không nó có gây biến chứng gì không mình không biết mình không biết trong khi đó nếu mình mổ thì mình sửa lần một thôi sửa hoàn chỉnh lần một thôi à do đó mình có một giai đoạn mà mình rất là chuộng thông tin mà sau này ha do thông tin cũng nhiều biến chứng là không phải thông tin đơn giản đâu nha bản thân bên viện tiêm, cũng viện tim ngày xưa thông tin rất nhiều nhưng sau đó có những ca có biến chứng thì bây đã siết lại chỉnh thông tin rồi siết chỉnh thông tin rất là nhiều rồi à, những cái tật tiêm bẩm sinh ha, đặc biệt ở trẻ em vẫn ưu tiên mổ tim hơn ha, ưu tiên mổ tim hơn ha rồi hình ảnh thông thông liên nhĩ sẽ nó sẽ nó sẽ gây tăng toàn phổi nè những cái anh x quang mình mình đi lâm sàng sẽ học anh sẽ có một cái bài riêng dạy cho tụi em về đọc x quang tim mạch về lâm sàng ha rồi, cái vị trí thứ hai là thông liên thất, ha, vị trí ta thông ha, thông liên thất, thì khác với thông liên nhĩ ha, thông liên thất nó sẽ gây suy tim trái, ha, à, vì sao? Vì chênh lệch ở tầng thất rất là lớn, trên áp tầng thất rất là lớn, ha, máu qua máu gần như từ từ thất trái nào qua thất phải, a à, chênh lệch rất là lớn, cho nên nó máu qua nhiều và sau khi qua thất phải nó sẽ lên trên phổi liền và nó quay trở lại, quay trở lại tim trái gần như ngay tức do đó tim trái sẽ phải nhận được cái lượng nên tim trái sẽ nhận là chính cái lượng máu mà đáng lẽ nó bơm đi nuôi cơ quan đúng không mà nó bơm lên phổi phổi quay trở lại à, nó khiến suy tim trái à, đó là cái, cái sinh lý của nó à, đó là do tại sao mà thông liên thất là gây suy tim trái do máu lên phổi ngay lập tức nó về lại tim trái ngay lập tức à, thì tim trái nó bị quá tải bởi chính cái dòng máu đáng lẽ nó bơm đi cơ quan à, mà nó vừa trở về nó, nó lên phổi mà nó trở về tim trái liền à, do đó sẽ suy, suy, suy tim trái triệu à, chứng của nó cũng sẽ giống như là thông liên thông liên uh, nhĩ thôi, nhưng mà nó sẽ xuất hiện sớm hơn. Nhà một đứa trẻ thông liên thất thì khoảng 3 tháng, khoảng 6 tháng là nó bắt đầu xuất hiện uh, uh, nó nó bắt đầu suy tim rồi. À do đó mình sẽ phải can thiệp sớm hơn cho nó. À thì can thiệp cũng tương tự thôi ha. Can thiệp cũng tương tự thôi, mình sẽ phải uh, phẫu thuật ha, phẫu thuật ha hoặc là thông tim. À như vừa nói thông phẫu thuật vẫn là một cái phương pháp mà mình 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 ưa chuộng hơn mình ưa chuộng hơn vì nó là một cái phương pháp rất là truyền thống rồi mình đã làm rất là nhiều rồi à. và cuối cùng ha một cái bệnh lý cuối cùng nữa mà mà cũng rất là đặc biệt à, đó là còn ống động mạch còn động mạch cống động mạch là một cái cái rất là đặc biệt ở trong tim mạch nha à, như như anh nói ở những cái bệnh lý mà tim ống sinh tím á nó là cứu cánh à, nếu đứa nhỏ có một cái tật gì đó thì đôi khi cái ống động mạch tồn tại lại là cứu cánh cho nó nhưng nếu mà quả tim bình thường tất cả vị trí đều bình thường mà còn ống động mạch thì là cực kỳ tai hại cực kỳ tai hại. hai cái hai cái thái cực rất là khác nhau ống à, động mạch là một cái cực kỳ tai hại và đặc biệt ở trẻ sơ sinh trẻ à, sinh và đẻ, ở trẻ sinh non đó. À, nó gây nó gây những cái triệu biến chứng rất là tai hại tai hại ở chỗ nào là do ở tầng động mạch đó à, lưu lượng máu cực lớn và áp lực cực lớn à, cho nên cái lượng máu từ động mạch chủ nè qua động mạch phổi nè cực lớn À, cực lớn và cực nhanh à, do đó nó sẽ gây hai cái biến chứng biến chứng đầu tiên ở phổi máu lên phổi nhiều quá máu lên phổi quá nhiều à, ở một đứa trẻ quá nhỏ à để sẽ gây xuất khí phổi gây phù phổi xuất khí phổi phù phổi à, một đứa nhỏ tự nhiên đang đang mỗi trẻ xanh non đi mình đang nuôi đang nuôi nó để cho nó nó tăng ký lên tự nhiên suối phổi từ suối phổi nhà thì có, có chừng ổn động mạch đó à, cái thứ hai cái thứ hai là gì thì máu máu đáng lẽ nó phải đi nuôi cơ quan đúng không? Nó lên phổi trơn này thì máu đi nuôi cơ quan sẽ giảm. Ha, à, nó gây suy các cơ quan. À, suy suy thận, suy thận nè. Ha, à, rồi à, nó thiếu máu nuôi ruột là gây viêm ruột hoại tử nè. Ha, à, và rất là nhiều đứa trẻ trẻ sinh non nha, đặc biệt trẻ sinh non nha, nó nó thiếu máu nuôi ruột dữ quá, nó gây viêm ruột hoại tử, nó gây thủng ruột luôn. À, gây thủng ruột luôn. ha à, nó gọi gọi nôm na người ta người ta gọi một cái cái thuật ngữ nôm na là hội chứng cướp máu tức là máu đáng lẽ đi nuôi cơ quan bị phổi nó cướp hết trơn rồi. Ha à, và nó sẽ suy suy tim rất là sớm. Ha à, một đứa trẻ xanh non nếu có ống động mạch nó có thể suy tim khoảng 2 tuần tuổi rồi, sau 2 tuần nó gây suy tim rồi và bắt đầu có biến chứng rồi. À, như thay mình thấy ống động mạch là một cấu trúc rất là đặc biệt. Nhà đôi khi nó sẽ là cứu cánh, đôi khi mình phải cố gắng mình giữ nó lại để đứa nhỏ sống. Nhưng nhưng đó nếu mà quả tim bình thường, cấu trúc quả tim những vị trí khác bình thường mà nó còn tồn tại thì sẽ rất là tai hại. à thì lâm sàng là gì nó xuất hiện nó nhiễm trùng hô hấp ha nó gây viêm phổi rất là nặng ha nó hội chứng cướp máu ha à, cướp máu ha và nó sẽ gây suy tim bên nào bên trái luôn à, giống như thông thất nó còn nặng nề thông thất nữa nha nặng nề thông thất nó gây suy tim trái rất là sớm ha à. à, các cái các, các, cái hình ảnh khác như là x quang phổi nè mình cũng thấy nó thiên về tim trái à, lớn thất trái lớn nhị trái ha đo điện tim cũng sẽ thấy nó, 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 nó hình ảnh của cái cái dày thất trái, hai dày thất trái. ha à, và và khi khi mà có ống động mạch mà nó gây biến chứng thì mình phải xem xét mình đóng nó. Đó. ha, à, mình phải đóng nó, đó. nếu không nó gây biến chứng. nha thì có nhiều phương pháp để đóng nha. Hồi nãy mình có thuốc để mở ống động mạch đúng không? Thì mình giờ mình cũng có thuốc để đóng ống động mạch. À thì những cái nhóm thuốc mà thuộc nhóm nhóm NSAID á, nhóm nhóm NSAID á, như là ibuprofen nè, nè, ha và thậm chí ha, thậm chí là paracetamol cũng có thể đóng ống động mạch à, các cái thuốc NSAID đó à, nó sẽ đóng được ống động mạch à, tuy nhiên tuy nhiên hiệu quả của trên của của các loại thuốc này ở trên những đứa nhỏ nó rất là khác nhau à, có đứa thì nó đáp ứng à, có đứa thì không đáp ứng à, nguyên tắc thì mình luôn cố gắng mình đóng bằng thuốc trước Nha, à, nó đóng bằng thuốc 3 lần thất bại à, thì mình mới cân nhắc mình mình phẫu thuật à, hoặc là đứa nhỏ nó có biến chứng bất ngờ ví dụ như nó xuất huyết phổi à, thì lúc đó mình phải can thiệp liền mình can thiệp liền mình mổ liền cho nó à, và do do những cái biến chứng của ống động mạch rất rất là nặng nề rất là nặng nề và xảy ra đột ngột và khiến đứa nhỏ vô một tình trạng rất là nặng suốt cái phổi rất là nặng ha, hoặc thủng ruột rất là nặng à, thì cái 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 phẫu thuật của mình á, đôi khi mình sẽ phải phẫu thuật tại giường luôn tại giường tức là không có cơ hội đưa vô phòng mổ đâu tức là khi xuất cái phổi rồi em cho thở máy tại giường à, thậm chí thở máy rung ha số phổi rồi tôi anh ta cho thở máy rung á thở máy rung tại giường thì em tách nó ra khỏi máy thở cái lại chết liền À, thì trước ở nước ngoài là người ta mổ tại giường mổ tại giường, người ta bác sĩ ngoại khoa người ta đến ngay giường mổ người ta mổ người ta mổ à ở Việt Nam trước đây không mổ tại giường được, tại vì vấn đề vừa vô trùng những đứa trẻ nằm ở khoa hồi sức thì cái, cái nó nhiễm khuẩn rất là nhiều à, mình không dám làm à, thì cái ca đầu tiên mổ mổ tại giường ống động mạch à, ở thành phố mình làm mới là ở nhị đồng 1. nhị đồng một, đồng một. À, là một cái trường hợp mà thực sự lúc đó là cũng là là, là con của nhân viên con của một bạn điều dưỡng trong bệnh viện à, thì bị suối phổi vô một biến chứng suối phổi rất là nặng à, thì lúc đó ba em đốc mới cho phép mới cho phép là làm ca đầu tiên tại giường à, mổ tại giường à, vì cái điều kiện như một lúc đó cũng khó khăn lắm khoa phòng cũng chật chội lắm à, mình không dám mổ mổ xong sợ nhiễm trùng à, nhưng mà sau này thì ở như đồng thành phố ha ở dòng thành phố anh hay dắt mấy bạn xuống nhà thành phố anh mới cho mấy bạn coi ở khủng qua sức có những cái đèn khoa hồi sức nhưng mà có đèn mổ à, được gắn đèn mổ như trong phòng mổ luôn À, thì ở nhiều thành phố đã mổ tại giường thường quy rồi thường quy à, tức là mình 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 có quy trình ha để mình vệ sinh mình vệ sinh bề mặt nè mình chiếu tia nè ha à, mình phân lập mấy bệnh nhân khác ở chỗ khác nè mình đóng cái phòng ở lại nè a à, và mình có cái đèn mổ tại giường để cho bác sĩ ngoại khoa ta xuống ta mổ tại giường luôn A à, và mình bên bên bệnh viện đã từng đạt mổ kỷ lục là trong vòng một buổi sáng mình mổ tại giường 3 ca ba ca nông mạch mình để ba đứa nhỏ ba góc rồi nè là bác sĩ phẫu thuật người ta vô ta ca mổ ca này xong ta ra rửa tay một ca thứ hai sau đó tại một ca thứ ba trong vòng khoảng 2 tiếng thôi khoảng hai tiếng hồ mình mổ được 3 ca tại giường à, trong một buổi sáng là là một cái kỷ lục luôn á một cái kỷ lục đến đến thời điểm này thì chưa chưa có có có, có lặp lại được ha à, thì nói nói về phẫu thuật á ha à, mình thấy là là mình đã phải làm cho bệnh nhân đến như vậy và mình đã phải phát triển đến như vậy á à, từ những cái ca rất là đầu tiên à, đến bây giờ mình làm thường quy làm thường quy được luôn à, và nói về phẫu thuật nó mạch khó không tại sao nó có thể làm lần 3 ca về phẫu thuật ống động mạch thì lại vô cùng dễ về đối với phẫu thuật viên nha vô cùng dễ vì sao mình đâu phải mở tim mình đâu phải mở quả tim đâu đúng không phẫu thuật ống động mạch là mổ tim kính tức là mình để nguyên quả tim nó mình cột cái ống thôi mình cột như cột mạch máu thôi ha à, thì mình sẽ làm cái 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 quy trình phẫu thuật sao là mình cho nó nằm nghiêng anh à, nằm nghiêng qua trái ha à, rồi bác sĩ phẫu thuật người ta sẽ mổ một cái đường rất nhỏ à, người ta mở một cái đường rất nhỏ thôi thậm chí mổ nội soi được luôn sau này mổ nội soi được luôn Mở một cái đường rất nhỏ tay vô ta vén cái phổi ra ta vén cái phổi qua bên chấp nhận xẹp cái một cái thùy phổi cho đó à, để mình rộng cái 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 phổ trường ra nha à, người ta kiếm góc động mạch à ta lấy chỉ tới cột lại là xong à bây giờ mình làm nhanh được vậy đó vén cái phổi cho xẹp xuống à sau đó kiếm góc động mạch lấy cũng chỉ cột lại là xong à thì tùy cái cái, cái 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 trình độ phẫu thuật viên nha à, có người ta chỉ cột thôi à, có người thì kỹ hơn à, có người kỹ hơn thấy bự quá dài quá cột hai đầu xong rồi cắt ở giữa a à, thì tùy cái 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 skill cái cái kỹ thuật mổ của phẫu thuật viên thôi a à, và thường là mổ rất là nhanh nha à, cái phần phổi đó thì hồi mình 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 uh, đóng mình đóng da lại xong mình cho thở máy thì nó bung nó lại a à, mổ rất là rất là đơn giản ha à, và tỷ lệ thành công của cái kỹ thuật cái phẫu thuật này nè cái chuyện mà mình cột nó có thành công hay không á a à, là gần như là trăm phần trăm gần như phẫu thuật em như cột mạch máu thôi nha à, những người kỹ hơn người ta cột hai đầu Thì cắt ở giữa là gần như thành công trăm phần trăm À và mổ rất rất là đơn giản. Nhà hồi sức thì khó thôi nhưng mà mổ cái này rất là đơn giản. Ha. À. Rồi. Rồi nó tóm lại ha, nó tóm lại ha đối với tim bẩm sinh á, á. thì mình sẽ học các bệnh sau. À thứ nhất là thông liên thất, à thông liên nhĩ. À thứ hai là thông liên thất, ha, à, thứ ba là còn ống động mạch. a à, và thứ từ, tư từ, từ à, là tứ chứng Fallo. Ha, có thể sẽ học thêm cái phần nếu mà gặp được những ca mà không quanh mạch phổi á, mà sao phải còn mạch phổi, không quanh mạch phổi ha. À. Cái ABSD này là thông liên nhĩ thất thôi Kênh nhĩ thất tức là vừa có thông liên nhĩ vừa có thông liên thất à, thì nó sẽ triệu chứng nó sẽ phối hợp với cả hai Nó suy suy tim sớm hơn thôi ha à, rồi rồi bài này tới đây thôi ha khi mà đi lâm sàng á mình sẽ học thêm một bài nữa là bài tiếp cận cái tim bẩm sinh ha à, và thêm một cái bài thứ hai để hỗ trợ mình á, là bài đọc x quang tim bạch như nãy giờ ta hay nói là ý cầm x quang lên là biết tim phải hay tim trái đó ha à, thì mình sẽ học cái đó nha rồi rồi thôi nghỉ ha cảm ơn tụi em